Sau khi bị ô tô tông đuôi, người đàn ông đi xe máy dùng mũ bảo hiểm đập bể kính chắn gió ô tô ngay vòng xoay công viên Gia Định, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc xảy ra vào tối 12 tháng 11 ngay vòng xoay công viên Gia Định trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh ghi lại, ô tô công nghệ đang chạy tại khu vực vòng xoay công viên Gia Định hướng vào đường Nguyễn Thái Sơn thì tông vào đuôi xe máy do người đàn ông cầm lái. Người trên xe máy ngã nhào xuống đường, sau đó đứng dậy, tháo mũ bảo hiểm, đập bể kính chắn gió ô tô và lớn tiếng với tài xế ô tô. Tài xế ô tô đánh lái rời đi, người đi xe máy sau đó dựng xe lên tiếp tục đuổi theo. Ô tô rẽ vào đường Phạm Ngũ Lão, người đàn ông chặn lại, trên tay người này cầm sẵn cục đá giơ lên định đập ô tô và quát tháo. Sự việc đã được lực lượng chức năng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt và tiến hành xác minh, mời những người có liên quan nên làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Ngày 13 tháng 11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời giải cứu một cháu bé sơ sinh khỏi nhóm buôn người gồm nhiều phụ nữ. Các đối tượng gồm Nguyễn Lê Thanh Tâm, 29 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Dương Thị Hoài Vân, 33 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai, Dương Thị Thảo Sương, 33 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện một nhóm đối tượng thuê hai phòng nghỉ tại khách sạn ở phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Sau khi lưu trú tại khách sạn, nhóm người trên thường xuyên thay nhau đến khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để thăm gặp người phụ nữ vừa sinh con là BTT, 35 tuổi, trú tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, để trao đổi mua bán người. Sau thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang thực hiện hành vi mua bán người. Bé trai sơ sinh con của chị T đã được giải cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Đêm 12 tháng 11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ đối tượng dùng dao đe dọa để cướp tài sản táo tợn vừa xảy ra tại địa bàn. Vụ việc trên xảy ra vào 15 giờ 10 phút cùng ngày tại xã Phước Thái, huyện Long Thành. Theo công an, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thế Đăng Quang, 22 tuổi, ngụ ở phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin ban đầu, chiều 12 tháng 11, Nguyễn Thế Đăng Quang đến một cửa hàng điện thoại tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, giả vờ mua điện thoại. Tại đây, Quang dùng dao khống chế nhân viên bán điện thoại, lấy 5 chiếc điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành khoanh vùng đối tượng, tiến hành truy bắt. Đến 18 giờ ngày 12 tháng 11, Công an bắt giữ Quang khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Thị Tinh, 60 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang về tội tổ chức đánh bạc lô đề. Trước đó, Công an thị trấn thứ 11 huyện An Minh đã phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện An Minh bắt quả tang bà Tinh đang bán số đề tại nhà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại, 3 tờ phơi đề, 1 máy tính và hơn 12 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bà Tinh khai nhận mỗi ngày thu lợi khoảng 30 triệu đồng từ việc bán số đề. Ngoài bán trực tiếp, bà Tinh còn bán số đề qua mạng xã hội. Công an huyện An Minh khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh xa các hoạt động đánh bạc, tuyên truyền vận động người thân, gia đình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Theo Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, những ngày gần đây có nhiều người đến khám ở viện này sau khi bị kiến ba khoang đốt. Đáng chú ý, theo nhiều người mô tả, vùng bị kiến cắn chỉ cần chạm nhẹ đã không chịu nổi vì đau rát. Các bác sĩ cho biết thêm nhiều trường hợp viêm da khi tiếp xúc do côn trùng, trong đó đặc biệt là kiến ba khoang. Khi bệnh nhân đến khám thường có tổn thương da do bỏng rát, đỏ, phồng rộp, nổi mụn nước. Đáng chú ý, hầu hết bệnh nhân đều đã trải qua quá trình tự điều trị nhưng không đỡ khi tổn thương nặng lan rộng mới đến bệnh viện. Theo các bác sĩ, trong kiến ba khoang có chứa độc tố perarin, độc tính mạnh gấp nhiều lần nọc của rắn hổ mang, nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ mà chỉ ở ngoài da nên sẽ khiến vùng da bị tổn thương và bỏng rát. Do đó, ngay sau khi tiếp xúc hay nghi ngờ tiếp xúc với kiến ba khoang, cần phải rửa sạch tổn thương với nước sạch, rửa nhẹ nhàng và không chà sát. Nếu bị tiếp xúc vùng mắt, cần phải rửa nhiều bằng nước muối sinh lý. Người bệnh không tự ý mua thuốc bôi điều trị mà cần được khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa. Và nếu được điều trị đúng thì bệnh thường khỏi chỉ sau 5-7 ngày.
Giá vàng ngày 13 tháng 11 năm 2024 trong nước nhẫn tròn trơn ghi nhận giảm mạnh chiều mua, vàng miếng SJC giữ giá không đổi. Đầu phiên giao dịch sáng ngày 13 tháng 11, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,5 triệu đồng trên một lượng mua vào, 82,2 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và hạ 200.000 đồng ở chiều bán ra so với kết phiên ngày 12 tháng 11. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giữ nguyên giá vàng nhẫn 4 số 9 ở mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 80,5 triệu đồng trên một lượng mua vào, 83,2 triệu đồng trên một lượng bán ra. Đầu phiên giao dịch 13 tháng 11, giá vàng 4 số 9 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch tiền trước ở mức 84 triệu đồng trên một lượng bán ra. Sáng 13 tháng 11, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh và đã mất ngưỡng 2.600 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.597 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 20 đô la Mỹ trên một ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng giảm mạnh do chịu áp lực bởi sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ. Chỉ số US Dollar Index đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn với người mua nắm giữ các tiền tệ khác. Theo chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman, sức mạnh của đồng bạc xanh đang đè nặng lên vàng. Mối quan hệ đảo nghịch giữa vàng và đồng bạc xanh dường như đã mất đi trong thời gian qua. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, quan hệ này đã trở lại mạnh mẽ. Đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một số chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khi chúng có khả năng sẽ khiến lãi suất của Mỹ phải duy trì ở mức tương đối cao trong thời gian dài hơn và đó sẽ là môi trường bất lợi cho vàng. Căng thẳng địa chính trị được dự báo sẽ hạ nhiệt dưới thời Donald Trump, còn nền kinh tế Mỹ sẽ hút dòng vốn quốc tế đổ về. Dòng tiền đổ mạnh vào nhiều loại tài sản có độ rủi ro cao như thị trường cổ phiếu, thị trường tiền số, qua đó thêm phần gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, xu hướng chung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá. Nhiều tổ chức chưa thay đổi dự báo vàng sẽ lên mức 3.000 đô la Mỹ trên một ounce trong năm 2025. Ban tổ chức IFF Cup 2024 mới đây đã tổ chức cuộc bình chọn huyền thoại ASEAN Championship. Cựu tiền đạo Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong đề cử mới. Lê Công Vinh có tên trong danh sách đề cử bên cạnh nhiều ngôi sao khác cũng được xem là biểu tượng để lại nhiều dấu ấn của bóng đá Đông Nam Á như Kiatisak, Dangda, Chanship, Shafi Sali. Theo ban tổ chức AFF Cup 2024, Lê Công Vinh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng giành chức vô địch AFF Cup không chỉ vì năng lực ghi bàn mà còn vì số lần tham dự giải đấu của anh ấy với 6 lần từ năm 2024, từ năm 2004 đến năm 2016. Khoảnh khắc lớn nhất của anh ấy diễn ra vào năm 2008 khi anh giúp Việt Nam nâng cao danh hiệu khu vực đầu tiên. Công Vinh chỉ ghi 2 bàn trong giải đấu năm 2008, nhưng bàn đầu tiên của anh ấy mang về chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi chung kết trước Thái Lan ở Bangkok và lần thứ hai là một cú đánh đầu quan trọng ở phút thứ 90+4 tại Hà Nội đã mang về danh hiệu cho những chiến binh sao vàng. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất mọi thời đại của đội tuyển Việt Nam đã ghi được 15 bàn thắng trong lịch sử giải đấu, nhưng bàn thắng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình năm 2008 vẫn là bàn thắng quan trọng nhất trong số 51 bàn thắng quốc tế của Công Vinh.